thời gian thu hoạch của dợ bưởi vỏ đỏ, ruột đỏ này vào dịp Tết Nguyên Đán đến hết tháng 3, quả vẫn còn trên cây, vẫn ra hoa đậu quả. Bình thường, quả xuất bán từ dịp Tết Nguyên Đán cho đến hết thời kỳ Xuân Hội có giá trị hơn hẳn các loại bưởi vỏ đỏ, ruột đỏ, tiến vua. Giống bưởi này được một thành viên dư chất trong hội bưởi xã Hòa Xá, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội lai ghép thành công và đã đang xuất bán rộng rãi trên thị trường hiện nay.